đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời. Dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Đằng đường nào trải bước trên hoa hồng và chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao. Mà con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng. Và ta biết sâu lắm thác gành treo leo trên đường xa, và gian nan ta vươn tới. Người chiến thắng khoảnh khắc ghi trong tim hồng, bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua. Và con tim ta đã lực lượng cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa. Chúng ta đã chọn.
từng ngày qua một mình ta, và nhiều khi tim mang những nghi ngờ. Này bạn ơi, dù buồn vui, xin hãy giữ một nụ cười tươi. Hãy đứng lên nhìn phía trước để thấy một ngày vinh quang. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Come on, let's go! Vươn lên nắm lấy vinh quang. Bao trái tim đang rộn ràng. Một chiến binh chiến thắng. Việt Nam trong mong, vươn lên nắm lấy vinh quang, bao trái tim đang rộn ràng, giọt mồ hôi đổ xuống, để nụ cười hôm nay cháy lên đôi dạng người, để thấy nụ cười ta từng rơi nước mắt. Để thấy vinh quang cần những lúc gian lao. Vượt lên tất cả ngày hôm nay ta đứng, vì lúc này đây là khát khao tỏa sáng. Kính thưa quý vị lãnh đạo của ban nhân xã, các đồng chí trong ban quản lý nhà văn hóa, quý khách mời, nhà tài trợ, các mạnh thường quân, các vận động viên, cổ động viên rất thân mến. Trong không khí vui mừng chuẩn bị đón xuân năm 2017, nhà câu lạc bộ, nhà cầu lông, nhà văn hóa cũng tạo nhiều niềm vui rèn luyện để tổ chức chào mừng cái xuân Đinh Dậu năm 2017. Hôm nay câu lạc bộ cầu lông sinh hoạt tại nhà văn hóa chính thức tổ chức giải cầu lông nội bộ lần thứ nhất năm 2017 và đón nhận quyết định thành lập câu lạc bộ cầu lông xã Phú Nho. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin được trân trọng giới thiệu và hân hạnh đón tiếp ông Nguyễn Văn Quân, phó chủ tịch ủy ban nhân xã, giám đốc nhà văn hóa. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thế Hoài, phó giám đốc nhà văn hóa. Trân trọng giới thiệu. Về phía mạnh thường quân thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Tạ Duy Điền, giám đốc công ty may Xuân Lộc. Xin trân trọng giới thiệu ông Võ Thủ Khoa và phu nhân chưa về kịp nên chúng ta cũng nhìn lên cho một tràng tay. Chúng tôi cũng trân trọng giới thiệu ông Dũng Spa Long Khánh, là cửa hàng bán dụng cụ thể thao đặc biệt đối với môn cầu lông. Xin trân trọng giới thiệu. Và đặc biệt, thật sự đặc biệt đối với hai nhà nằm tài trợ chính hôm nay, chúng tôi cũng xin được giới thiệu, đó là anh Thanh Vũ vật liệu xây dựng và anh Tiến kinh doanh vàng Ngọc Ly. Mặc dù là bây giờ chưa có nhưng chúng ta vẫn cho hai anh một tràng pháo tay. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng được hân hạnh vinh dự đón tiếp hai vị khách vinh dự, đó là Sport Dream Nguyễn Mạnh Dũng Long Khánh. Xin trân trọng giới thiệu. Và bác Chi cũng là một vị khách đặc biệt. Xin trân trọng giới thiệu bác Chi. Về phía ban tổ chức rất là quen thuộc của chúng ta, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Ngô Thế Quyền, trưởng ban tổ chức giải. Xin trân trọng giới thiệu. Ông Lê Văn Dũng, phó ban tổ chức giải. Xin trân trọng giới thiệu. Ông Nguyễn Thanh Sơn, xin trân trọng giới thiệu. Ông Phạm Tiến Dũng, thành viên ban tổ chức giải và trưởng tổ trọng tài. Xin trân trọng giới thiệu. Ông Ngô Kim Khánh, thành viên ban tổ chức giải. Xin trân trọng giới thiệu. Vâng, và bây giờ với hội thi hôm nay còn có 48 vận động viên rất là xinh đẹp và chuyên nghiệp của chúng ta. Xin cho một tràng vỗ tay. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thế Thoại, phó giám đốc nhà văn hóa, lên đọc quyết định và trao quyết định thành lập câu lạc bộ cầu lông xã Phú Nho. Xin trân trọng kính mời ông. Quý vị đại biểu, quý vị của toàn thể các vận động viên tham dự cái
lần thứ nhất năm 2007. Tôi xin thay mặt ban giám đốc của trung tâm văn hóa xã Suối Nho xin thông qua cái quyết định thành lập câu lạc bộ cầu lông xã Suối Nho Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do quốc ủy ban nhân dân xã Suối Nho ngày đầu tiên thành lập năm 2007 số 02 quyết định ủy ban nhân dân quyết định về việc thành lập câu lạc bộ cầu lông xã Suối Nho. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Suối Nho căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ thông tư số 18 năm 2011 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ngày 2 tháng 12 năm 2011 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc quy định mẫu tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở. Căn cứ quy chế hoạt động của câu lạc bộ và xét đơn xin công nhận câu lạc bộ cầu lông xã Suối Nho, xét đề nghị của công chức văn hóa xã hội về việc thành lập câu lạc bộ cầu lông xã Suối Nho, quyết định điều 1 nay thành lập câu lạc bộ cầu lông xã Suối Nho và công nhận ban chủ nhiệm câu lạc bộ có danh sách kèm theo. Điều 2, ban chủ nhiệm câu lạc bộ có nhiệm vụ xây dựng điều lệ, chương trình hoạt động đã đề ra nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện, đào tạo kỹ năng nghiệp vụ. Điều 3, câu lạc bộ cầu lông hoạt động theo quy định về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cấp xã. Điều 4, văn phòng ủy ban nhân xã, các ban ngành có liên quan và những ông bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký thay chủ tịch, phó chủ tịch Nguyễn Văn Quân đã ký. Sau đây tôi xin thông qua cái danh sách ban chủ nhiệm câu lạc bộ cầu lông xã Suối Nho. Danh sách ban chủ nhiệm và thành viên câu lạc bộ cầu lông xã Suối Nho được ban hành kèm theo quyết định số 02 quyết định ngày 10 tháng 1 năm 2017 của ủy ban nhân dân xã Suối Nho. Về chủ nhiệm câu lạc bộ đó là ông Ngô Thế Quyền sinh năm 1955, địa chỉ tại ấp 3 xã Suối Nho. Về phó chủ nhiệm thường trực là ông Nguyễn Thành Sơn sinh năm 1976 tại ấp 1 xã Suối Nho. Có các phó chủ nhiệm nữa là nhất ông Lê Văn Dũng sinh năm 1969, ông Phạm Kiến Tử sinh năm 1977, ông Ngô Quân Khánh sinh năm 1966 và bà Phạm Thị Minh Huệ, phó chủ nhiệm là thư ký của câu lạc bộ. Trong cái năm 2017 chúng ta tổ chức cái giải này,
thì cũng để mừng Đảng mừng xuân, thì cũng xin thay mặt thường trực ủy ban xã cũng như là trung tâm văn hóa xã kính chúc sức khỏe đến tất cả quý vị đại biểu, quý vận động viên, lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng hạnh phúc trong cuộc sống thành đạt. Xin thì đây cũng là cái buổi mà chúng ta được nhận cái quyết định thành lập câu lạc bộ, thì chúng ta đã có ban chủ nhiệm cũng như là về các cái hình thức tổ chức thì chúng ta cũng đã có cơ sở để chúng ta hoạt động rồi, thì cũng rất là mong câu lạc bộ chúng ta sẽ ngày càng phát triển, duy trì được cái câu lạc bộ của mình để làm sao nâng cao được cái phong trào thể dục thể thao xã nhà ngày một đi lên, để chúng ta rèn luyện sức khỏe cũng như trong cái lao động thì chúng ta sẽ có cái nhiều điều kiện để chúng ta ngày một là phát triển hơn nữa. Thì cũng thay mặt thường trực quen xã cũng như là nhà văn hóa xã thì xin kính chúc sức khỏe đến quý vị đại biểu và các vận động viên, mong rằng là cái cuộc thi hôm nay chúng ta sẽ là thành công tốt đẹp. Xin chân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ của ông Quân, giám đốc nhà văn hóa phó chủ tịch xã, và cũng rất mong ông là tiếp tục quan tâm hỗ trợ và tinh thần cũng như vật chất cho hội cổ động chúng tôi. Xin cảm ơn. Và tiếp tục chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Ngô Thế Quyền, trưởng ban tổ chức giải, chủ nhiệm câu lạc bộ, nên có lời phát biểu. Xin kính mời ông. Kính thưa ông Nguyễn Văn Quân, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Suối Nho, các đồng chí trong ban quản lý nhà văn hóa xã, các anh chị em trong ban tổ chức hội thi, các vị khách mời, các mạnh thường quân và toàn thể các vận động viên, cổ động viên thân mến. Lời đầu tiên, thay mặt ban tổ chức giải, tôi xin gửi đến quý vị đại biểu, quý vị khách mời, các mạnh thường quân, các vận động viên, cổ động viên lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính thưa quý vị, chúng ta đều biết sức khỏe là vốn quý đối với mọi người. Tham gia các hoạt động thể dục thể thao là những cái nâng cao sức khỏe. Thể dục thể thao là do con người phải thay đổi tinh thần, thể lực, và đó là phương pháp hiệu quả để được sức khỏe kinh tế thành công. Vì thế chúng tôi quyết định tổ chức giải cầu lông mừng xuân Đinh Dậu 2017 và hân hoan đón nhận quyết định công nhận câu lạc bộ cầu lông xã Suối Nho với sự tham gia của trên 60 đội viên và 48 động viên rất chuyên nghiệp có mặt trong ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, tôi mong rằng giải cầu lông lần này còn là dịp để các vận động viên được giao lưu học hỏi lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết trong cuộc sống hàng ngày, và vận động viên hãy phát huy hết các phẩm chất sẵn có của mình, thi đấu nhiệt tình, quyết tâm giành thành tích cao nhất, khẳng định đúng khả năng của mình trong sự đoàn kết, vui khỏe, trung thực và thi đấu an toàn. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức giải cầu lông nội bộ nhà văn hóa lần thứ nhất 2017, tôi xin chân thành tri ân đến anh chị Trương Gia Tiến, doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng Ngọc Ly, anh chị Thanh Vũ, vật liệu xây dựng Thanh Vũ, là hai nhà đồng tài trợ chính cho giải lần này. Chúng ta cho một tràng pháo tay. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn anh Tạ Duy Hiền, giám đốc công ty May Xuân Lộc, anh chị Võ Thúc Hoa, nhà phân phối dược phẩm thành phố Hồ Chí Minh, anh chị Nguyễn Quốc Dũng, Sibo, cửa hàng dụng cụ cầu lông Long Khánh, cũng là thương hiệu kết nghĩa với câu lạc bộ cầu lông của chúng ta. Xin cho một tràng pháo tay thật lớn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn ông bà Kim Tuấn, doanh nghiệp tư nhân vàng và hiếp thức đan, anh chị Tứ Lý, anh chị Hưng Điệp, anh chị Quang Hiền, Gia Bảo Ngọc, anh chị Lý Mừng, anh chị Thiền Hoa, anh chị Trường Thảo, vật liệu xây dựng Trường Thảo, đã giúp cho câu lạc bộ có những chiếc ghế đá làm rạng nở thêm cho bộ mặt nhà đa năng nói chung và của câu lạc bộ cầu lông chúng ta nói riêng. Xin cho rằng. Và ban tổ chức chúng tôi cũng không quên cảm ơn các anh chị đã góp công góp sức cho việc tổ chức giải đấu thành công tốt đẹp. Chúng tôi luôn mong rằng giải cầu lông lần này còn là dịp để các vận động viên được giao lưu học hỏi lẫn nhau,
thắt chặt tình đoàn kết trong cuộc sống hàng ngày. Các bạn hãy phát huy hết các phẩm chất sẵn có của mình, thi đấu nhiệt tình, quyết tâm giành thành tích cao nhất, khẳng định đúng khả năng trong sự đoàn kết, vui, khỏe, thi đấu an toàn. Tổ trọng tài sẽ làm việc một cách nghiêm minh, đúng luật, nhiệt tình và chính xác. Chúng tôi yêu cầu các vận động viên tuân thủ đúng quy định và nội quy mà ban tổ chức đã thông báo. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức giải, tôi xin gửi đến quý vị đại biểu, quý khách mời, quý mạnh thường quân, tổ trọng tài, các vận động viên tham gia thi đấu lời chúc thành công, sức khỏe. Chúc hai nhà tài trợ chính và gia quyến hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Dũng lên sẽ thông qua cái quy định thi đấu trong ngày hôm nay. Xin kính mời ông. Kính thưa ban tổ chức giải Hoàng Long, kính thưa quý khách mời, thưa toàn thể anh chị em vận động viên, tôi được sự phân công của ban tổ chức xin được thông qua những cái nội dung của giải cầu lông lần này. Một, những quy định chung, tất cả các vận động viên tham gia thi đấu đến trước thời gian đối với ban tổ chức quy định là 15 phút. Vận động viên sử dụng đúng trang phục thể thao trong suốt thời gian thi đấu và kể cả lúc nhận giải. Chấp hành những quy định của ban tổ chức, tôn trọng đối thủ và trọng tài. Hai, những quy định cụ thể. Các cặp thi đấu 3 set 15 điểm. Nếu thắng 2 set thì sẽ kết thúc trận đấu. Sau mỗi set đấu sẽ đổi sân. Nếu hòa sẽ đấu set thứ 3. Điểm thứ 8 của set thứ 3 sẽ đổi sân. Thời gian nghỉ của set đấu vào điểm thứ 8 của mỗi set đấu được nghỉ 1 phút. Hết mỗi set đấu được nghỉ 2 phút. Nếu nghỉ quá thời gian quy định, trọng tài sẽ nhắc nhở. Vận động viên bị nhắc nhở đến lần thứ 2 thì trọng tài sẽ báo với ban tổ chức để có biện pháp giải quyết. Khi ban tổ chức gọi tên vào sân đấu lần 1, nếu cặp đấu chưa có mặt, ban tổ chức sẽ gọi lại lần thứ 2 sau 5 phút. Nếu lần 2 vẫn chưa có mặt, ban tổ chức sẽ tính cặp đó thua 0-2. Đối với tổ trọng tài, nhận bản điểm, nhận bản ghi điểm của ban tổ chức, nhắc nhở các vận động viên những quy định của ban tổ chức giải, hướng dẫn vận động viên chào và bắt tay trước và sau trận đấu, báo cho ban tổ chức giải khi có những tình huống phát sinh trong khi thi đấu. Trên đây là một số quy định trong thi đấu ở giải lần này, ban tổ chức mong các cặp vận động viên nắm rõ để không vi phạm. Chúc các vận động viên thi đấu thành công. Xin cảm ơn. Tôi xin báo cho anh em một điều vui là cho những người có dụng, anh chị có dụng sẽ có cái điểm để thay thay ghiền câu lạc bộ chào chúng ta. Xin mời phó ban Tân Sơn Tân Hạnh Hoàng, xin mời. Tiếp tục chương trình, tôi xin kính mời ông Ngô Thế Huyền lên tuyên bố khai mạc giải cầu lông mùa xuân năm nay. Xin kính mời. Kính thưa anh chị em, kính thưa quý vị khách mời, ban tổ chức giải, cho tôi nói vài điều trước khi chúng ta bắt đầu khai mạc giải. Cá nhân tôi không thể làm được, cá nhân các bạn cũng không thể làm được, nhưng chúng ta có thể làm được và câu lạc bộ cầu lông của chúng ta sẽ tỏa sáng tất cả cho đám đây. Và tôi xin thay mặt ban tổ chức khai mạc giải cầu lông lần 1 2017. Xin cảm ơn quý vị. Oh!
cho nắng hồng. Tôi trẻ mình đuổi theo một trời mới, chơi thể thao cho sức sống trào dâng. Lên cánh tay với niềm tin chính mình, bàn trái tim giật lửa tôi chết hồn. Ta đi vào cuộc tranh giành chiến thắng, với khát vọng sức che ta vượt lên. Trời mới, trời thể thao cho sức sống trào dâng. Đặt cánh tay với niềm tin chính mình, bằng trái tim rực lửa tôi chết hồn. Ta đi vào cuộc tranh giành chiến thắng, với khát vọng sức che ta vượt lên. Thể dục thể thao vì cuộc sống mới, thể dục thể thao sống vươn cao, người người chung tay cho khắp quê ta hoàn đồng thể thao đến tận vùng xa nhớ. Thể dục thể thao niềm tin chiến thắng, thể dục thể thao sao khát vươn cao, luôn về vinh quang dẫu lắm gian nan, vượt mọi chông gai hãy cùng nhau tiến lên, vượt mọi chông gai hãy cùng peace.
cười. Bạn sẽ hát cao hơn khi hình dung sức mạnh. Nhẹ nhàng lướt đôi chân bạn mang về chính tôi. Bạn sẽ hát cao hơn khi cháy lên khát vọng. Niềm vui phóng trên môi người sang tổ quốc ơi. Chân và mang về chính câu, và sẽ khát cao hơn khi cháy lên khát vọng. Niềm vui hắm trên môi người sang tổ quốc ơi. Và sẽ khát cao hơn khi hình dung sức mạnh. Nhẹ nhàng lướt đôi chân bạn mang về chính câu, và sẽ khát cao hơn khi cháy lên khát vọng. Niềm vui hắm trên môi người sang tổ quốc ơi. Và sẽ khát cao hơn khi hình dung sức mạnh. Nhẹ nhàng lướt đôi chân bạn mang về chính câu, và sẽ khát cao hơn khi cháy lên khát vọng. Niềm vui thắm trên môi người sang tổ quốc ơi. Yeah.
chàng trai của Việt Nam, nam cô gái của Việt Nam, hãy tiến lên và ghi bàn chiến thắng. Dù đối phương kia là ai, dù đây là sân nhà ai, thì cũng thế phải quyết tâm vượt qua. Từng người hâm mộ Việt Nam ngày đêm muốn tuyển Việt Nam, hãy vững tin và ghi bàn chiến thắng. Quả bóng cánh xanh vừa lèn loa tim người hâm mộ lèn, hãy tiến lên đội tuyển Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam của tôi tiến lên. Việt Nam, Việt Nam xứng danh hùng anh. Việt Nam, Việt Nam niềm tin chiến thắng. Đội tuyển đá bóng Việt Nam tiến lên. Việt Nam, Việt Nam của tôi tiến lên. Việt Nam, Việt Nam cháu con sông tiền. Việt Nam, Việt Nam quả tin quyết thắng. Đội tuyển đá bóng Việt Nam tiến lên. Nào chàng trai của Việt Nam, nào cô gái của Việt Nam, hãy tiến lên và ghi bàn chiến thắng. Yeah. Dù đối phương kia là ai, dù đấy là sân nhà ai, thì cũng thế phải quyết tâm vượt qua. Ngại thì ai? Từng người hâm mộ Việt Nam ngày đêm muốn tuyển Việt Nam, hãy vững tin và ghi bàn chiến thắng. Quả bóng trên sân vừa lăn là tim người hâm mộ lan, hãy tiến lên đội tuyển Việt Nam. Yeah. Việt Nam, Việt Nam của tôi tiến lên. Việt Nam, Việt Nam xứng danh hùng anh. Việt Nam, Việt Nam niềm tin chiến thắng. Đội Việt Nam bóng Việt Nam tiến lên. Việt Nam, Việt Nam của tôi tiến lên. Việt Nam, Việt Nam kéo con sông tiền. Việt Nam, Việt Nam quả tiền quyết thắng. Đội tuyển đá bóng Việt Nam tiến lên. Thank you.
Nhìn về từng ngày vừa đi qua đây, vẫn thế đây làm đang cay. Hết rồi chuyện xưa, đừng buồn nữa, đừng ngồi vu vơ. Dẹp hết cột sạch hết, ngày dài vừa chết còn gì mà nhắc đến. Điều cần làm là vui lên. Nhìn về đường dài còn bao trong gai, nếu kéo mãi có thấy ai ngỡ rằng vượt bay. Nụ cười ấy, nụ cười em đây, lột xác thành người khác. Nặng nề ngày tháng còn gì buồn chán. Bay lên vỡ nát. Cho ta vui như lúc bé thơ ngày. Sớm hôm không mệt mỏi, hát một mình, hát cùng bạn tài sinh. Cho ta say như lúc mới yêu điên dại. Nhớ thương em miệt mài. Hôm nào ta ngỡ ta như trong cơn mơ. Thank you.
Gianna sosteneva tesi e illusioni. Gianna, Gianna, Gianna prometteva pareti e fiumi. Gianna, Gianna aveva un coccodrillo e un dottore. Gianna non perdeva neanche un minuto per fare l'amore. Kính thưa quý lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, kính thưa các đồng chí trong ban quản lý nhà văn hóa, quý khách mời, nhà tài trợ, mạnh thường quân, vận động viên, cổ động viên và quý khách mời rất thân mến, hôm nay sau 2 ngày nỗ lực thi đấu của 24 cặp đôi với 48 vận động viên, đến giờ phút này ban tổ chức hội cầu lông sinh hoạt tại nhà văn hóa đã nhận được kết quả của các cặp đôi xuất sắc nhất giải để trao phần thưởng cao quý nhất của giải hôm nay. Sự thành công của giải lần này, ban tổ chức chúng tôi cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các mạnh thường quân, của nhà tài trợ. Sau đây, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin kính mời lên sân khấu anh chị đã ủng hộ cho câu lạc bộ. Sau đây chúng tôi hân hạnh kính mời anh chị Tư Lý lên sân khấu, anh chị Hưng Điệp, anh chị Toan Hiền, Ga Bảo Ngọc, anh chị Thiện Hoa, Chậu Kiển, Hoàng Nam Bộ, anh chị Lý Mừng, salon xe Kim Tuấn, vật liệu xây dựng Trường Thảo. Chúng tôi xin mời các vị đã ủng hộ cho câu lạc bộ cầu lông chúng tôi, và chúng tôi cũng xin kính mời ông Lê Văn Dũng, phó ban tổ chức giải, lên trao hoa cho các nhà ủng hộ cho câu lạc bộ cầu lông chúng tôi ạ. Xin kính mời ông. Để bên chiến này gặp nhau rồi. Tôi nhìn thấy hoành tráng quá. Xin cho một tràng vỗ tay ạ. Một thật to ạ. Vỗ tay thật to ạ. Vâng, và để cho giải có được sự thành công rạng rỡ, chúng tôi cũng xin trân trọng và hân hạnh giới thiệu các mạnh thường quân đã ủng hộ cho giải. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Tạ Duy Hiền, giám đốc công ty may Xuân Lộc. Xin kính mời ông lên sân khấu ạ. Xin kính mời anh Võ Thủ Khoa, nhà phân phối thuốc tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính mời ông lên ạ. Xin ra mỗi lần lên thì mỗi lần có viên chúng ta trong một tràng vỗ tay ạ. Mày lui ra chứ làm việc đừng có ngồi chết đi. Chỗ này. Và tiếp tục chương trình thì theo chúng tôi nhận thấy là có phu nhân của anh Khoa, chúng tôi cũng kính mời phu nhân của anh Khoa lên ạ. Vâng, xin kính mời ạ. Và chúng tôi cũng hân hạnh kính mời anh Dũng Sport Long Khánh, cũng là đơn vị anh em kết nghĩa của câu lạc bộ cầu lông của chúng ta. Xin kính mời. Vâng, và sau đây chúng tôi cũng xin kính mời ông Lê Văn Dũng lên tặng những bó hoa cho các nhà mạnh thường quân của giải. Xin kính mời. Không, hai cái bông bồng không, nóng nổ nó bắn nó tỏ ra giống như vậy chứ. Dạ. Cũng bây giờ chúng tôi hỏi chứ. Là biết cho bắn không? Thank you.
mọi chi phí của giải lần này. Chúng tôi xin hân hạnh và trân trọng được giới thiệu và kính mời lên sân khấu hai nhà đồng tài trợ chính cho giải, đó là anh chị Trương Gia Tiến, doanh nghiệp kinh doanh Vàng Ngọc Ly lên sân khấu ạ. Xin chào một tràng vỗ tay. Và bên cạnh đó chúng tôi cũng hân hoan kính mời anh chị Thanh Vũ vật liệu xây dựng Thanh Vũ, cũng là nhà đồng tài trợ, xin kính mời lên sân khấu ạ. Và sau đây chúng tôi cũng kính mời ông Nguyễn Văn Chiến, Vũ Văn Chiến lên để tặng hoa cho hai nhà đồng tài trợ. Đúng rồi. Bên cạnh đó chúng tôi cũng kính mời ông Trịnh Phú Cường, quyền chủ tịch ủy ban nhân xã lên tặng hiện vật cho nhà đồng tài trợ. Ông Vũ Văn Chiến, bí thư đảng ủy, xin ông Trịnh Phú Cường ở lại, bí thư đảng ủy lên sân khấu. Để tiếp tục phần 2 của chương trình thì chúng tôi cũng kính mời quý vị cùng nâng ly. Vâng, đây là bữa tiệc liên hoan mừng Tết niên năm 2017. Xin chúc quý vị ngon miệng. Có ông Trịnh Phú Cường, quyền chủ tịch ủy ban nhân xã cũng về dự với chúng ta. Bây giờ chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Vâng, Nguyễn Thế Thoại, phó giám đốc nhà văn hóa cũng về dự với chúng ta. Bây giờ chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Vâng. Và bên cạnh đó chúng ta còn có nguyên thầy hiệu trưởng gì đây, Võ Thủ Thịnh, bố của anh Võ Thủ Khoa, nhà mạnh thường quân của giải hôm nay. Xin chúng ta cho một tràng vỗ tay. Xin chân thành vâng. Bên cạnh đó chúng ta còn có rất nhiều các mạnh thường quân, các vị đại biểu về tham dự với chúng ta, trong đó có thầy Nguyễn Tá Lâm, phó hiệu trưởng trường học cơ sở Suối Nho. Xin trân trọng giới thiệu với chúng ta. Vâng, tiếp tục chúng tôi kính mời quý vị thưởng thức buổi tiệc thật sự ngon miệng. Xin cảm ơn. Trong lúc quý vị dùng buổi tiệc thì chúng ta tiếp tục đến với phần 2 của chương trình. Phần 2 của 2 ngày vất vả, đó là phần trao giải thưởng cho các vận động viên xuất sắc nhất của giải lần này. Chúng tôi kính mời vâng, để cái giải thưởng được nóng hơn, được lo lắng hơn thì ông Trịnh Phú Cường, quyền chủ tịch ủy ban nhân xã cũng có lời chia sẻ với chúng ta. Xin kính mời ông ạ. Kính thưa đồng chí Vũ Văn Chiến, bí thư đảng ủy, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa tất cả toàn thể thành viên câu lạc bộ cầu lông xã Suối Nho, kính thưa các nhà tài trợ, các mạnh thường quân, trước hết cho phép tôi thay mặt ủy ban được bày tỏ niềm vui, niềm hạnh phúc dự buổi lễ ra mắt câu lạc bộ cầu lông xã Suối Nho. Xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới quý vị đại biểu, khách quý, chúc các thành viên câu lạc bộ luôn đoàn kết và phát triển. Câu lạc bộ cầu lông xã Suối Nho được thành lập với yêu cầu lớn nhất là trở thành nơi tập hợp đoàn kết và giúp đỡ các thành viên cùng tiến bộ phát triển. Hôm nay chúng ta vui mừng tổ chức lễ ra mắt chính thức câu lạc bộ. Sự kiện này thể hiện sự đoàn kết, đồng thuận cao của các thành viên, đồng thời khẳng định quy mô và bước phát triển mới của câu lạc bộ. Tuy nhiên, cùng với niềm vui hôm nay, tôi cũng xin lưu ý rằng thành lập được câu lạc bộ đã khó, nhưng duy trì cho câu lạc bộ hoạt động thường xuyên và phát huy sức mạnh của câu lạc bộ lại là vấn đề khó gấp bội phần. Để làm được điều đó, các thành viên câu lạc bộ cần có sự đồng thuận khi tham gia sân chơi này. Thành viên câu lạc bộ trở thành đối tác, trở thành chiến hữu và quan trọng hơn là trở thành những người bạn.
Tôi rất mong muốn và tha thiết đề nghị tất cả mọi người hãy tích cực tham gia hoạt động của câu lạc bộ và cùng nhau xây dựng một câu lạc bộ đoàn kết, phát triển là mái nhà chung của tất cả các thành viên. Hy vọng rằng câu lạc bộ cầu lông xã Xuân Ngo với sự đoàn kết hỗ trợ nhau của các thành viên sẽ phát triển thực sự trở thành một tổ chức có uy tín, tập hợp được cán bộ, công chức, giáo viên, viên chức và những doanh nhân thành đạt của xã nhà, góp phần vào sự phát triển bền vững nông thôn mới nâng cao. Trân trọng cảm ơn và một nữa chúc quý vị đại biểu, các quý, các thành viên câu lạc bộ luôn thành đạt và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn những lời chia sẻ của Trịnh Phúc Cường. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì cái câu lạc bộ cầu lông cũng như là sự phát triển của câu lạc bộ, và cũng rất mong rằng sự có mặt của ông hôm nay sẽ là niềm khích lệ động viên cho câu lạc bộ chúng tôi. Ngoài ra thì cũng mong lãnh đạo địa phương tiếp tục tạo điều kiện cho câu lạc bộ chúng tôi phát triển. Xin chân thành cảm ơn. Cặp đôi nam nữ đạt giải khuyến khích là cặp đôi Văn Hiệp và Bích Thảo xin kính mời lên sân khấu. Chúng tôi xin kính mời cặp đôi Anh Quốc và Thanh Phương. Chúng tôi cũng kính mời cặp đôi Ngọc Vũ và Bích Huệ lên sân khấu và đến vị trí số 2 ạ. Và chúng tôi cũng kính mời cặp đôi xuất sắc nhất giải đôi nam nữ hôm nay, cặp đôi Trung Lạc và Thị Mai xin kính mời lên vị trí số 1. Như vậy chúng ta có 4 cặp đôi xuất sắc nhất giải lần này. Nội dung đôi nam nữ vị trí số 1 Trung Lạc và Thị Mai, nội dung về vị trí số 2 Ngọc Vũ và Bích Huệ, về vị trí thứ 3 Anh Quốc và Thanh Hương. Và giải khuyến khích cho nội dung này đó là Văn Hiệp và Bích Thảo. Một lần nữa chúng ta cùng nhiệt liệt cho một tràng vỗ tay ạ. Sau đây chúng tôi kính mời ông Phạm Tiến Dũng, điều hành giải, lên trao giấy khen. Cùng trao với ông Dũng, chúng tôi xin kính mời ông Nguyễn Thế Thoại, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa, lên trao giấy khen cho các vận động viên. Và ông Phạm Tiến Dũng sẽ kèm theo các phần thưởng cho các cặp đôi. Xin kính mời ông Tạ Duy Hiền, giám đốc công ty may Xuân Lộc, lên tặng quà cho các vận động viên. Xin kính mời. Động viên xin kính mời ông.
Vâng, tiếp tục chương trình chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu anh Dũng Sport lên tặng bằng hiện vật cho cặp đôi về nhất giải đôi nam nữ hôm nay. Xin kính mời anh Dũng hoan nghênh trong niềm vui xưa, những chiến thắng, những thất bại hãy xem như là cuộc chơi. Tay trong tay nhau. Vâng, xin cho một tràng vỗ tay thật to. Và đây, đây là một chiến tích rất danh dự của giải. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Ngô Thế Quyền, trưởng ban của chức giải lên sau chiến tích cho đôi nam nữ về nhất hôm nay. Xin chúc mừng. Ta sống trong thể thao cùng bao nhiêu khát khao, ta hãy vươn mình vào ngày mới, từng bước chiến thắng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vũ cho các vận động viên. Và chúng tôi cũng xin mời lên sân khấu ông Tạ Duy Hiền, giám đốc công ty may Xuân Lộc, lên tặng những sản phẩm cho các vận động viên. Xin mời ông. Và tiếp tục chương trình, chúng tôi cũng xin mời anh Dũng To đơn vị Kết Nghĩa lên tặng sản phẩm cho cặp đôi về hạng nhất hôm nay. Xin chúc mời anh. Đồng tài trợ, chúng tôi xin mời ông Trương Gia Tiến, nhà đồng tài trợ hôm nay lên trao chiếc cúp danh dự cho đội về nhất. Xin mời ông. Xin chào, xin đón tiếp ông, 1000 vỗ tay ạ. Xin đón tiếp ạ. Ban tổ chức giải cầu lông lần 1 2017, chúng tôi một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và tất cả anh chị em thuộc câu lạc bộ cầu lông xã nhà đã động viên và tích cực giúp đỡ chúng tôi về tinh thần cũng như vật chất để giúp giải thành công mỹ mãn. Chúng tôi cũng đặc biệt cảm ơn Ủy ban nhân dân xã Suối Nho, ban giám đốc nhà văn hóa đã tạo mọi điều kiện cho chúng tôi tổ chức tốt để đưa phong trào thể dục thể thao xã nhà và luôn đưa phong trào hướng tới thể thao chân thiện mỹ. Xin chúc quý vị đại biểu, khách mời, quý mạnh thường quân hai nhà thời tờ chính một mùa xuân nhiều thắng lợi mới, an khang và thịnh vượng. Và trong giải tổ chức lần này và trong bữa tiệc tiếp đãi quý khách ngày hôm nay, chắc chắn là sẽ có rất nhiều thiếu sót, mong quý vị góp ý và thông cảm bỏ qua. Và xin và tôi xin tuyên bố và thay mặt ban tổ chức giải, tôi xin tuyên bố bế mạc giải cầu lông lần 1 2017 hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn cả chục tay không. Thank you.
Sĩ Nho. Xin cảm ơn đến ban tổ chức, đến ban trọng tài, quan trọng nhất là đến đảng ủy xã Sĩ Nho, tạo một sân chơi thật vui tươi, thật hạnh phúc, mong muốn là một ngày càng phát triển hơn nữa. Không biết nói gì hơn thì người chúc tốt đẹp nhất gửi đến toàn thể quý khách hôm nay, chúc mừng lời chúc tốt đẹp và dồi dào sức khỏe. Xin thế ạ. Xin cảm ơn trước hết, xin cảm ơn ban tổ chức và toàn thể hội vận động viên chúng ta đã tham gia đầy đủ. Rồi, xin cảm ơn. Hẹn tài trợ lần sau. Hẹn tài trợ lần sau nữa. Phải hứa chứ. Và trân trọng cảm ơn hai nhà tài trợ cho giải hôm nay, và anh Gia Tiến hơn nữa là tặng cho ban tổ chức một kỷ, và vật liệu xây dựng Thanh Vũ tặng cho mỗi anh 5 bao xe băng. Xin cảm ơn tất cả các vị toàn thể người trong có mặt tại ngày hôm nay, và các vận động viên và tất cả ban tổ chức ngày hôm nay đã tổ chức một cái giải thành công vô cùng tốt đẹp, và mong rằng sang năm sau sẽ cái giải này sẽ được tiếp tục có thêm nhiều nhà tài trợ và sẽ thành công tốt đẹp nhiều hơn nữa, tốt đẹp hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn những lời tâm tình thật sự là khó nói của hai nhà tài trợ chính. Xin mời nhà tài trợ tương lai cho ngày 8 tháng 3 của phụ nữ chúng ta. Và chúng ta cũng hân hoan đón chào một cái giải mới. Sắp sửa là nhà tài trợ ông chúa sẽ tài trợ. Ông Hoàng trả ơn, cứ kêu là ông tài trợ hết. Trước hết chúng tôi xin tặng cho nhà tài trợ cho giải 8 tháng 3 một bó hoa. Xin kính mời ông Lê Văn Dũng tặng bó hoa cho nhà tài trợ. Xin kính mời ông. Vâng, xin ông có lời đọc. Trước hết là xin cảm ơn ban tổ chức cái giải cầu lông 2017, và lần đầu tiên là cũng xin được gửi lời chào với chúc sức khỏe đến ban tổ chức, như là cái đại biểu cùng tất cả các vận động viên trong ngày hôm nay. Còn như ban tổ chức vừa nói là giải tới là giải cầu lông của ngày 8 tháng 3 là giải dành riêng cho phụ nữ, rất hân hạnh và rất cảm ơn tổ chức đã có lời gợi ý là muốn cho cơ sở tiếp phát để tài trợ cho giải này. Thực tình mình rất mong muốn, nhưng chỉ sợ rằng mình không làm được, không tài trợ hết. Vâng, rất mong sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả bạn bè, nếu được mình sẽ sẵn sàng, tất cả vì phụ nữ, tất cả vì ngày 8 tháng 3 của chúng ta. Một lần nữa xin kính chúc ban tổ chức cũng như tất cả quý đại biểu cùng tất cả vận động viên cho hôm nay sức khỏe, hạnh phúc và an lành. Xin cảm ơn. Người em gồm ra lòng anh rồi, tên này anh không thể chơi đánh bài, vì trong vòng tay anh đã có em ngọt ngào.
trần chơi hoa à, vì mỗi em cười à, như chưa đó là tình sơn. Mấy bạn nhạc có tên Nhạc Rừng, xin trân trọng kính mời cô. Mưa hay nhiều lời khiến trăng mỉm cười.
đi miền ta. Dù khó bóng thế thấp thoát sáng an vượt qua, cứ hứa bóng sáng mái tóc gắt thương người xưa. Thì ra mình say nơi đông bóng vỡ lên là đường. Người đông người qua sao khi thấy trái đã chia lên người ta. Ôi cháu như các em, có khí riêng mình ta. Em ta tư phai bay với trái ngang đời ta. Ngày em rời xa không lại đối chia ly vội vàng. Để đi người ta mỗi ngày tốt trái đất chi lên người ta. Tình yêu chúng ta mà ta
Oh,
chút phát